Hello mọi người, hôm nay là thứ sáu, mình xin nghỉ để mà ăn Tết Việt Nam nha các bạn. Thì mình sẽ đi chợ Việt Nam để mà mua đồ ăn về tổ chức Tết. Và mình có gọi điện thoại hỏi là hôm nay người ta có mở cửa không, thì người ta nói là mở cửa cho đến 4 giờ chiều. Thì bây giờ là khoảng là 2 rưỡi rồi, hơn 2 rưỡi một chút. Và mình cho các bạn xem. Tuyệt ơi là tuyệt. Thì từ cái chỗ này á, cái cửa này mà đi ra xe mình á, không phải là cái lối đi chính thức, cho nên người ta không có cao tuyệt cái lối đi này. Dustin là cao cho mình một cái lối đi và có rải một ít muối để mà cái tuyết nó tan bớt các bạn. Nhưng mà mấy ngày nay á, là tuyết nó mấy ngày trước á, là tuyết nó rơi rất là nhiều, cho nên bây giờ vẫn còn tuyết. Thì mình phải dùng cái này để mình đi, mình trúng mình điên thôi, mình sợ té. Ôi trời ơi. Tao nói à, mùa đông mà mình đi lại rất là cực khổ các bạn ơi. Khi nào mà trong mua mua được một cái nhà mà để mà có cái garage mà đậu xe cho khỏi đi đi ra ngoài tuyết. Mà các bạn thấy nhà mình á, có bị điên không? Không có mang vợ nha. Đó. Trời tuyết mà mang giày thì hở chân như vậy, không có mang tất. Tại vì biết sao không, mình không có thích mang tất. Tại vì đi từ đấy mà ra xe thì nó cũng không phải là một quãng đi dài, cho nên là chịu lạnh một chút xíu, tới khi ra xe thì nó ấm rồi. Thường thường á, là mở mở sưởi trước, lấy cái chìa khóa bấm từ trong nhà ra là xe nó tự bật lên, ra là sưởi nó khoảng bật lên khoảng 10 phút là khi ra mình ra là xe nó ấm. Nhưng mà mình đi vội cho nên hôm nay chưa có mở sưởi. Tuyết á, có nhiều đoạn á, là nó đã ấy lại thành băng rồi, cho nên nó rất là trơn. Mà năm nay nói chung là mình chưa có té lần nào. Mấy năm trước á, tao nói té mấy lần rồi. Nhưng mà cũng may mắn chứ, cơ thể mình một lần té là nó bị đau chút xíu thôi, chứ chưa gãy xương gãy đôi gì cả. Bây giờ hy vọng là cái cửa hàng châu Á này mình đi là vẫn còn đồ ngon để mà mua. Tại vì biết sao không, người người châu Á mình ở cái thành phố này á cũng khá là nhiều. Người không phải là người Việt Nam mà người Trung Quốc là mua ở cái cửa hàng đó không đâu, mà là người người Thái Lan, người Malaysia, người này người kia cũng còn mua ở đó. Đó đó là cửa hàng bán đồ châu Á lớn nhất ở thành phố này. Ui mệt quá. Hôm nay nói chung mà nó cũng không có lành bằng những cái hôm trước. Alright. Tao nói sáng nay ngủ dậy nghỉ, trời ơi chán quá, mưa đi làm mà lễ Tết Việt Nam nữa, mà bây giờ mình đi làm à, gọi điện xin bà sếp cho nghỉ, gọi điện xin bà sếp cho nghỉ để mà ăn Tết Việt Nam. Cuộc đời báo sàng đúng không mọi người, đời báo sàng. Đi làm hồi mệt. Ở bên Mỹ này á, trời mùa đông lạnh á, toàn đi làm xong rồi về nhà, rồi đi làm rồi về nhà, không có đi đâu được, làm gì được hết. Hôm nay á, vì là Tết Việt Nam cho nên cái chỗ này khá là đông đây các bạn, chỗ đậu xe là bịt kín hết luôn. Ok, thì ở ngoài chỗ đậu xe kín hết, nhưng mà ở phía trong thì mình ngạc nhiên là không có nhiều người lắm các bạn. Không biết hình như hôm nay là thứ sáu cho nên người ta vẫn đi làm hay sao á. Thì đây là cái tiệm Kim Nhung, và cái tiệm này á, chủ tiệm là người Huế các bạn, người ở dưới Ăn Bằng á. Mà Ăn Bằng là cái nơi mà có những cái lăng mộ rất là to và rất là mắc á, các bạn, rất là đẹp. Thì người Ăn Bằng là không biết sao người ta giàu lắm. Thì như các bạn thấy cái tiệm này á, nó khá là lớn, có rất là nhiều đồ ăn trái cây Việt Nam với đồ uống này nọ.
Thì mình vì ở gần cái chỗ này khoảng là 10 phút lái xe thôi, cho nên mỗi lần mình đi mua thì mình không có mua nhiều. Những cái người mà người ta ở thành phố khác tới các bạn, người ta mua là người ta mua một lần là 200-400 đô lần để người ta ăn trong một tháng hoặc hơn một tháng. Còn vợ chồng mình thì ở gần cho nên cần gì thì tới đây mua thôi. Mua nhiều khi 30-40 đô, 50-60 đô là nhiều nhất thôi. Như các bạn thấy đồ ăn rất là nhiều thứ. Và đồ tươi cũng có, bên này thì rau quả, còn đồ đông lạnh cũng có. Giá cả thì nó cũng cũng không có mắc lắm, các bạn cũng tùy theo món nữa. Mình đi những cái thành phố khác mà khi vợ chồng mình đi du lịch bụi á, và xuống những cái thành phố như là Missouri hoặc là những thành phố khác, những tiểu bang khác thì thấy một số nơi đồ ăn mắc hơn ở đây nữa. Mình thấy ở đây nó cũng khá là rẻ rồi á. Tuy nhiên á, có cái điều mình đến những cái cửa tiệm Việt Nam, những cái grocery store Việt Nam như thế này á, thì mình thấy nó không có được đầu tư cơ sở hạ tầng lắm. So với những cái cửa tiệm của Mỹ á, thì người Mỹ người ta đầu tư nhiều hơn để cho nó sạch sẽ các bạn. Còn người Việt Nam mình á, thì thấy chắc có lẽ là vì tiết kiệm cho nên cái cơ sở hạ tầng nó không có được sạch sẽ. Thì đến nhiều cái chỗ Việt Nam cũng thấy như vậy. Tuy nhiên có một số nhà hàng Việt Nam thì mình cũng thấy là sạch sẽ. Tuy nhiên có một số chỗ thì cũng là sập xệ. Cái chỗ này á, thì cũng không có được sạch sẽ lắm theo cái ý kiến của mình. Có khi đồ mà nó nghe mùi rồi á, nhưng mà người ta cũng không vẫn còn bán nha. Có vài lần á, mình mua thịt á, mua thịt về thì nghe đã có mùi hôi rồi là mình phải liền đi, mình không có đem trả lại nữa, tại vì chạy tới lại thì mất công nữa thôi, mình đem mình liền luôn. Chỗ này thì cá thì đa số cá đông lạnh rồi, tới khi người ta bán thì người ta rã đá ra người ta bán thôi. Còn bên này á, thì cũng một số đồ đông lạnh nữa, thỉnh thoảng mình thấy có một số đồ mà còn sống. Nhưng mình thì mình không mua đồ sống đâu, mình sợ sợ sát sanh. Thì rất là nhiều đồ khô nữa, đồ khô từ Việt Nam rồi từ Trung Quốc, những cái thứ nào mà từ Trung Quốc là mình không còn mua đâu nha. Mình bỏ lại, mình lừa đồ Thái hoặc là đồ Việt mình mua thôi. Thì hôm nay là ngày mùng 1 Tết. Cho nên các bạn thấy trang trí Tết cũng khá là cuốn hút ha. Những con rồng bay lượn. Ok, shopping xong rồi. Shopping xong rồi nha mọi người. Bây giờ phải check vào xe. I'm cold. Này có cô người Mỹ thấy mình trời lạnh tê tái như thế này mà không có mang tất, cho nên hỏi là con có lạnh không, mình nói da lạnh đúng thật là lạnh, nhưng mà cái đồ cứng đầu mình vẫn là không có thích mang tất. Khi nào mà tuyết thiệt là nhiều mà đi đi giày á, mà cái chân nhũn tuyết mà dính tuyết á mà chịu mang tất. Con khi giống như thế này là cứ nghĩ là đi ra ngoài đường có khoảng 1-2 phút thôi thì cũng vẫn còn ok. Thì mình cũng quay cho các bạn xem luôn, những bạn ở Việt Nam á, thì cũng có thể là chưa biết mà cũng có thể là nhiều người biết rồi, thì những người khuyết tật ở ở Mỹ á, và ở nhiều nước phương Tây á, thì có một chỗ đậu xe riêng đó. Các bạn thấy cái chỗ cái bàn đậu xe có cái chiếc cái hình xanh 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 mà có cái chiếc xe lăn đó không? Thì cái chỗ này nó gần ngay cái cửa đi ra đi vào luôn. Thì cái business nào, cái cơ sở kinh doanh nào là người ta cũng yêu cầu bắt buộc là phải có một chỗ, một vài chỗ đậu xe cho người khuyết tật, người đi đứng khó khăn ngay cửa đi ra đi vào để cho người ta đi ra đi vào cho dễ dàng. Thì đó là một cái lợi thế của việc sống ở phương Tây. Ở Việt Nam mình thì mình không biết ở những thành phố lớn thì có chưa, chứ mình thấy cũng nhiều chỗ cũng chưa có những cái điều như vậy. Cho nên
Nó làm cho cuộc sống của những người như mình nó dễ dàng hơn các bạn. Để mà có thể đậu ở những cái chỗ mà dành cho người khuyết tật như thế này thì mình phải có cái như thế này, để mà khi mỗi khi mình đậu xe là mình mặc lên cái này ha, để cho lỡ khi cảnh sát hoặc là người bình thường người ta thấy là cái người mà lái xe này là cũng cũng bị khuyết tật cho nên có thể đậu chỗ này. Có người nào mà không có cái này mà đậu đậu xe ở mấy chỗ này là thường hay bị người ta gọi cảnh sát hoặc là người ta chụp ảnh lại, người ta report cho tiểu bang để cho tiểu bang xử lý, hoặc là có nhiều người người ta nói thẳng luôn. Ok, vô vào trong được thấu nhà rồi, khỏe quá. Đi thì ok, không có sao, nhưng mà phải tha đồ. Đi qua tuyết rồi lạnh nó thấy mệt quá mọi người ơi. Thì hôm nay không mua gì nhiều, rau cải, hẹ, nấm đông cô. Mua cái này, bánh in. Gần hành lá thôi, cái này để rau để nấu với cá, chè chè xương sa hạt lựu, hai cái khuôn đậu. Rồi trong này cá với thịt thì mình mua một miếng thịt ba rọi để mà hôm nay sẽ nấu cho ông Dustin ăn, tại vì hôm nay là Tết Việt Nam cho nên thôi mình ra đóng vai người vợ đảm đang để nấu cho ông Dustin một bữa, tại vì một năm không có nấu cho ông được bao nhiêu lần thì các bạn. Rồi mua thêm hai bì seaweed, cái đồ này để ăn với cơm. Thôi bắt đầu mình đi nấu ăn cái đã nha mọi người. Nấu ăn thì mình nấu chậm mà mất thời gian lắm, cho nên tranh thủ nấu trước khi ông Dustin ông về. Alright, nói chuyện mọi người sau nha.